kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra lần 2, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ, cựu chủ nhiệm Đoàn Luật sư Vĩnh Long về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường số tiền thiệt hại từ 300 đến 500 tỷ đồng. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu điều tra bổ sung về nội dung này. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu giám định, xác minh một số tài khoản mạng xã hội về những clip phát ngôn liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi điều tra bổ sung, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã rút yêu cầu bồi thường từ 300 đến 500 tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với các tài khoản Facebook mà Viện Kiểm sát yêu cầu để tiếp tục xác minh. Khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân, cựu giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên 3 nhân viên của bà Hằng cùng 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo bị tuyên tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cũng trong phiên tòa vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm ngày 21 tháng 9, bà Đặng Thị Hàn Ni, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nói rằng cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị cáo chưa toàn diện. Theo bà Hàn Ni, cần phải truy tố bị cáo Nguyễn Phương Hằng về cả 3 tội danh gồm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, làm nhục người khác, vu khống người khác. Bà Hàn Ni cho rằng ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bị cáo Phương Hằng, nhiều lần ngồi livestream với bị cáo nhưng cáo trạng không nêu đầy đủ. Ngoài ra, cơ quan điều tra mới giám định âm thanh, không giám định hình ảnh là mới chỉ một nửa sự thật. Bà Hàn Ni nói thêm ông Dũng là giám đốc một công ty văn hóa mà dung túng vợ đặt tên chó đua, ngựa đua để xúc phạm người khác, đồng thời dẫn chứng ông Dũng từng nói giấc mơ của vợ tôi như vậy, chứ nếu tôi mơ còn chi tiết hơn nữa, nếu mà đi khiếu nại tốn một căn nhà thì tôi sẵn sàng bán căn nhà cho vợ tôi. Bà Hàn Ni cho rằng hành vi xúc phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà và việc bà đăng Facebook nói về bà Hằng là phòng vệ chính đáng. Về yêu cầu bồi thường, bà Hàn Ni nói không có yêu cầu gì. Chủ tọa giải thích những vấn đề mà bà Hàn Ni trình bày, hội đồng xét xử sẽ xem xét. Việc tách vụ án hay không là thẩm quyền của hội đồng xét xử. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hàn Ni sử dụng tài khoản Facebook và YouTube mang tên Nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình. Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Đoạn ghi hình này phát ngày 3 tháng 9 năm 2021. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận hành vi của bà Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 Luật An ninh mạng. Quá trình điều tra, bà Hàn Ni thừa nhận và trình bày như sau. Trong buổi ghi hình vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hàn Ni đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân liên quan đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng là căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng về bà Nguyễn Phương Hằng. Do đó, không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép. Bà Hàn Ni xác định những phát ngôn trong đoạn ghi hình có nội dung liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của Công ty Cổ phần Đại Nam và là người có liên quan đến vụ án Nam Cam. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hàn Ni có tìm hiểu thông tin qua báo chí được biết ông Dũng là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và là một trong 3 người sáng lập ra quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ngoài ra, bà Hàn Ni cho biết, ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà ở tại nhà riêng, sử dụng máy điện thoại di động và webcam được cài đặt và gắn trên máy vi tính để bàn, để tự một mình bị can ghi và đăng đoạn ghi hình có tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không, phát trên tài khoản YouTube và Facebook đều có tên Nhà báo Hàn Ni. Bị can Hàn Ni trình bày, nguyên nhân có những phát ngôn nêu trên là vì bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hàn Ni trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy, bà Hàn Ni có buổi ghi hình phát vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện lại những nội dung bà Hằng đã nói là không đúng về việc bị can Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp, nói bị can Hàn Ni là bồ của ông C,
nói bị can Hàn Ni chửi một quan chức cấp cao, đưa hình ảnh bị can Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bị can Hàn Ni là phản động. Ngoài ra, bị can Hàn Ni trình bày nhằm mục đích tư vấn pháp luật để cho mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường, đều phải tuân thủ pháp luật. Chiều ngày 3 tháng 10, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận Tòa án Nhân dân TP.HCM đã nhận 5 đơn kháng cáo bản án hình sự tuyên ngày 21 tháng 9 vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng đồng phạm gây ra. Trong đó có 4 đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ các đồng phạm của bà Hằng, 1 đơn kháng cáo từ bà Đinh Thị Lan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án. 4 đồng phạm nộp đơn kháng cáo là Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong đó bị cáo Đặng Anh Quân đang bị tạm giam, 3 đồng phạm được tại ngoại. Tòa án chưa nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Hằng 3 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bị cáo Quân 2 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Về dân sự, yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại cho bà Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan 36 triệu đồng. Bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án. Cạnh đó, bà Lan đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của bà là bị hại, đồng thời xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bà. Bà Lan là một trong hai người được bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần theo yêu cầu trong vụ án mà tòa đã tuyên. Người còn lại là bà Đặng Thị Hàn Ni. Số tiền mỗi người được bồi thường là 18 triệu đồng. Bà Hằng phải chịu tổng số tiền 25 triệu đồng, bị cáo Quân chịu số tiền 5 triệu đồng, 3 đồng phạm còn lại chịu số tiền 2 triệu đồng một người. Bà Lan cho rằng số tiền này không tương xứng với những tổn thất tinh thần mà bà đã chịu. Tại phiên tòa ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 5 bị cáo tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó, bị cáo Hằng bị phạt 3 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM, 2 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. 3 bị cáo còn lại bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bị bắt thi hành án. Hiện họ đang tại ngoại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!